em mà xem cái clip này của bên shop ấy thì đảm bảo là anh em đi đâu ai ai cũng phải ngước lên nhìn anh em nhé. Cầm một chiếc iPhone 15 Pro có mặt đầu tiên tại Việt Nam, máy gập mà giá thì chỉ bằng con đen trắng anh em nhé, 700.000 anh em ạ, 700.000. Có ngay iPhone 15 Pro anh em mình ơi, máy gập luôn này, độc nhất độc lạ nhất Việt Nam, không ở đâu có, hàng độc quyền nhất tại Việt Nam anh em nhé. Đấy, 700.000 ship toàn quốc, viền vuông màu vàng mạ vàng, ok chưa? Đấy, mạ vàng luôn anh em, đèn pin thì siêu sáng luôn anh em nhé. Đấy, quá chất lượng luôn. Đấy, logo thương hiệu quả táo. Đấy, rất là chất và độc anh em nhé. Máy mới tinh tình tình luôn. Đấy, 15 Pro anh em ạ. Đấy, ok chưa? Màn hình bằng tay thỏ. Đấy. Quá là chất lượng luôn. Ba mắt camera, viền vuông đèn thông báo này. Đấy, quá là độc lạ luôn anh em nhé. Đi đâu ai cũng phải ngước nhìn luôn, ai cũng phải cho xem tí mua ở đâu đấy, tí mua ở đâu nữa. Phục vụ cho anh chị mình thôi anh em nhé, tặng các phụ kiện kèm theo. Đấy, chỉ với 700.000 bao ship toàn quốc, anh em chỉ bỏ ra 700.000 thôi, bằng một con đen trắng thôi anh em nhé, hàng của FPT luôn này. Đấy, ok chưa anh em, quá là độc lạ luôn. Đấy, rất là chất luôn này anh em. Đấy, rất nhanh nhạy, mượt mà, loa to, sóng khỏe, rõ nét luôn anh em nhé. Hai sim hai sóng, loại 4 sim cũng có anh em nhé. Đấy, độc lạ chưa anh em. Đấy, máy thì cũng không được to lắm đâu, bằng 4 đầu ngón tay này nhá, 4 đầu ngón tay đây nhá anh em nhá. Chiều dài thì khoảng rơi tầm 12 phân anh em ạ, 12 đến 15 phân, tầm 15 phân anh em ạ. Đấy, ok chưa cả nhà. Đấy, màu vàng nhá, màu vàng này, màu tím này anh em nhá, màu tím, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đen, anh em thích màu gì thì để lại ngay số điện thoại, địa chỉ đặt hàng của bên shop anh em nhá, miễn phí ship toàn quốc cho nhà mình chơi anh em nhá. Đấy, quá là độc lạ luôn. Đấy, chất lượng thì trên còn tuyệt vời anh em nhá. Đấy, ok anh em nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.